Hello, xin chào cả nhà của mình. Cả nhà ơi, tính như vậy thì cũng chơi ở bên Cali mấy bữa nay rồi cả nhà, tới lúc cũng phải đi về rồi. Ba với Điền Quynh. Ba với Điền Quynh thì cả nhà biết rồi, rất là nghiền ăn thịt bò. Mà cái thịt bò Wagyu này á là cả nhà thấy Ngọc order không biết bao nhiêu lần rồi á, mà order là từ Cali này đi em về nè. Thường thường cái thùng á mẹ. Mẹ nhớ cái thùng mà con ship order gì thường thường cái thùng mà gửi qua không? Đúng rồi đó. Là mua cái chỗ này nè. Vậy hả? Cái con qua đây cái con sệt con kiếm á, cái con thấy chỗ này nè, bây giờ con muốn lại tới đây. Đúng để rồi, con coi thử tận mắt, con thử con coi cái miếng thịt bò ấy rồi coi sao đấy nè. Đây nè cả nhà, trời cả nhà mình Cali Ngọc ganh tị nha. Ở Cali mà cả nhà mà thích ăn thịt bò rồi này kia đó là hả, lại cái quán này mua luôn là được nè. Hồi lúc trước mình ăn á, có cô chú cũng hỏi mình mua đâu. Đúng nữa. Rồi đúng rồi. Mà cái này thì nếu như mà mình ở những cái tiểu bang khác á cả nhà thì mình ship qua tới Ngọc ở bên tiểu bang khác. Bang nào cũng ship hả con ha? Yeah, Kai Wagyu. Wow. Có caviar nữa. À. Đúng rồi, chị hay order online. Em order online nè. Rồi cái hả em với mẹ qua đây chơi. Cái sạch lên mạng á, cái thấy mình cái địa chỉ ở đây luôn nên em muốn lại em coi tận mắt. Gần Tết nên bọn em có hai cái bundle mới cho Lunar New Year. Một cái này là cho seafood này, nếu mà mọi người thích seafood. Còn cái này là thịt bò, đủ các loại thịt bò luôn. Có cá rồi đây nè. Ngày xưa chị hay ăn A5 này, bây giờ đúng em rồi, có thêm cả Australian Wagyu này rồi. Có Wagyu của Úc. Của Úc đúng rồi. Quá đã không mẹ, có đó mẹ. Trời ơi. Nè. Ôi, cái miếng nào miếng nấy đã đời không? Đó là mà là anh hút chân không vậy rồi cái là bắt đầu mà anh ship qua cho mình đó. Cái mình xả là mình ăn liền. Cái thùng ra mình thấy mấy miếng thì mình đã ham rồi ha. Qua đây thấy một tủ luôn nè ông bà cô chú ơi. Là chị có cái giỏ hàng này chị thích gì chị nhặt thôi. Có giỏ hàng luôn. Đi chợ luôn. Ồ còn cái này là cái gì anh? Cái này short rib sườn giống kiểu mình hay làm sườn mày ăn á. Barbecue á. Nhưng mà cái này của thịt bò Úc à? Hai cái này là pram. Pram. Còn bên này là trời ơi mẹ. Trời ơi mẹ coi nguyên cục là mẹ đã không mẹ. Trời ơi. Size nào cỡ nào cũng có được heo. Cái cục này là bên em bán chạy này, mọi người hay mua về ăn Tết cái này. Cái này ăn nhiều ha. Đúng rồi, cái này về với gia đình đông người xong biếu nữa. Ồ, có lý nè. Trời ơi em ơi, trời ơi em khoái thịt bò lắm mà đặc biệt là thịt bò Wagyu thì anh biết nó ngon như thế nào rồi. Ngon. Hôm nay là được tận mắt tới cái chỗ tiệm này luôn mà đứng gói quá trời thịt bò luôn. Ủa rồi cái này nó khác với hai bên này sao anh? Cái này là dày hơn để xem nó. Cái này dày cái dày này hơn. Đó, nhiều người thích ăn dày giống kiểu steak Mỹ á. Ok. Đó. Wow. Đã không coi làm rồi. Hút chân không rồi này kia làm thôi. Đẹp ha. Rồi cái này là Úc nè, rib eye nè. Thịt bò Úc cũng ngon, ngon lắm. Không thua kém gì thịt bò Wagyu của Nhật đâu. Còn cái này là tenderloin, filet mignon nè. Filet mignon. Yeah. Cái này ngon ghê mẹ. Coi nè. Ôi ăn cái này kiểu mềm nãy lắm, em ăn rồi, em ăn mấy lần rồi. Cái bữa mà kỷ niệm cái ngày mẹ với ba cưới nhau đó là con order này mẹ nhớ không? Mấy năm về trước á. Dạ. Thì em không biết giờ cái này là kỷ niệm là đi chơi về để mua về cho ba với lại chồng em ăn. Đợt này ba không qua đây à? Dạ không có ba đi. Cái loại nước sốt đây em thấy cái nước sốt này em mới nhớ nè, hồi bữa mà em order cái loại nước sốt mà em thích nhất ha. Mà không chỉ là nó chấm thịt bò ngon ha, mà bây giờ em cái gì em cũng lấy ra em chấm hết trơn đâu rồi ta. Cái chai này nè, đây nè. Cái chai này soy sauce này. Đây nè, đây nè, đây nè. Ủ trong thùng gỗ 12 năm. Cái này của Nhật luôn nè, ăn rất là ngon luôn. Chấm với thịt bò ăn á. Mình order thịt bò thì phải order một chai nước sốt chấm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nước sốt này chấm thịt bò ăn ngon lắm cả nhà ơi. Làm cái này mình order luôn được không anh? Đúng rồi, order bán online luôn mà nhiều người thích. Cái này là tủy bò Wagyu luôn nên là không kiếm ở đâu có đâu. Ghê vậy hả ta? Có lý vậy ta, tủy bò Wagyu luôn rồi cả nhà. Đúng rồi đó, em tưởng tủy bò bình thường. Yeah. Mà cái này của Nhật luôn ha. Cái này là của Úc. Úc hả? Thì bò Wagyu Úc. Cái này là Wagyu Úc luôn này. Cái này hot dog. Hot dog mà là Wagyu Úc. Cái này là xúc xích mà Wagyu của Úc luôn nè. Trời ăn nó mềm thơm lắm á. Còn nãy gì anh? Cái này là thịt heo. Này thịt heo nhưng mà cũng chất lượng. Kiểu tôm hóc đúng là chất lượng. Tại vì ở đây em bán là đồ chất lượng cao hơn những cái chất lượng ở chợ. Dạ. Tại vì cũng nhiều khi mọi người làm tiệc á rồi cũng có những người không ăn được thịt bò chẳng hạn thì mình có thêm thịt heo rồi seafood nữa. Đây nè, hồi bữa em có order cái này nè, cái ăn cái này nè mới đúng là cái wasabi. Ăn cái này rất là ngon luôn, bỏ vô với miếng nước tương hồi nãy, cái chai nước tương nãy con nói á, cái bỏ thịt bò vô chấm wasabi này ngon. Này là wasabi tươi mà nó cắt ở Nhật luôn rồi. Đúng rồi á, đúng rồi mới đúng luôn á. Rồi còn có cái này gì đây, lớp tà theo à, có tôm hùm này kia nữa.
cá hồi. Ủa này gì vậy ta? À. Cái này là mỡ, tại vì mỡ bò A5 á, nhiều người người ta thích mang về xong rồi mình chiên ra để thành mỡ như kiểu Việt Nam mình ăn mỡ heo á. Dạ. Tuy nhiên tại vì mỡ bò Wagyu này nó tốt. Dạ đúng rồi. Đó nên là mỗi lần mình cắt ra này là mình sẽ dư. Dạ. Và mình sẽ phải trim hết để nên em nhìn thấy miếng thịt nó không còn mỡ. Đúng rồi. À, mình cũng bán cái đó luôn. Bán nhiều người thích mua lắm. Ồ. Nó này nè, cả biết nhiều người mua. Hộp nào ngon ngon á, cho chị ấy giùm hướng dẫn giùm cho em cái một cái package đi ha. Đúng rồi, đây thì như lúc nãy anh nói là ví dụ đợt này New Year là bên anh ra cái hộp Lunar New Year này. Quá đẹp. Mọi người các công ty cũng hay mua đi tặng nhau, tặng đối tác cũng đúng đẹp. Rồi, đúng rồi, tặng này ra giá trị ha. Đúng rồi. Ba với chồng bữa giờ ở nhà buồn thôi mua này về để buồn ngủ. Ba Ngọc với lại chồng Ngọc khai qua view cả nhà mình ở Nam Cali nè cả nhà ơi. Ngọc ganh tị quá, Ngọc rất là thích ăn cái thịt bò này mà hả, nhưng mà cái này là mình ship qua cũng lẹ chứ không có gì, nhưng mà cái cảm giác mà mình được vô cái tiệm mà mình từng lựa từng miếng thịt bò cả nhà nó đã lắm. Cái seafood này em thử nên thử cái bundle seafood mới phải không? Nên anh là cái này là sashimi grade, là tức là mình ăn sushi như em ăn sushi ăn sống luôn được. Ồ được luôn hả? Ừ, mặc dù đỡ đông đá nhưng mà em về em xả ra là bắt đầu ăn sushi sống luôn. Em để ngăn mát vài tiếng là cắt ra ăn sống, tại vì cái grade này là nó cao hơn những cái loại ở nhà hàng. Dạ. Cái này là cá. Mà cá hồi này nhập ở đâu đây? Cái này là ở New Zealand. New Zealand ha. Ừ, mà là cá tự nhiên á. Dạ, cá tự nhiên New Zealand. Cái này tuna. Ồ đã không? Đẹp không? Cá hết ngon. Dạ, hôm nay ba em cũng thích ăn đồ sống được. Nữa. Thì một cái bundle nó sẽ có đủ một số loại cá. Dạ. Yeah. Rồi lobster, nó lobster to này mà. À, cái đuôi tâm hầm này cũng to nè. Nên lễ này là seafood bên anh bán chạy hôm trước là nó đầy hết chỗ này luôn đó. Dạ. Vậy là cái bundle của anh là nó gồm gì nè? Seafood này, nếu mà seafood là gồm gì nè? Nó hai cái tôm hùm nha. Hai đuôi tâm hầm. Mà đuôi tâm hầm này mấy ounce vậy anh? Tôm hùm này 8 ounce một cái. 8 ounce cho một cái. Một phần salmon này. À, cá hồi. Cá tuna này, cái này mới ngon, cái này đặc biệt là không ở đâu có. Gì nữa? Cá si bát. Cái là cái bánh đồ của nó luôn. Hai miếng si bát, cái này ngon lắm. Rồi cái si bát này là mình nấu lên hay mình ăn sống luôn? Không, cái này mình thường là chiên sơ nên mình thường như ở nhà hàng là người ta siêu hai mặt. Siêu đó, đúng rồi. Ngon lắm. Bạn này lấy cho em cái bánh New Year luôn hả? Tết luôn hả? 299. 299 nữa. Cái này là giá sale rồi á, chứ bình thường nếu mà em mua lẻ là nó sẽ khoảng hơn 300 đúng không? Dạ. Tầm 350. Ok, vậy được. Cái này khoảng tầm 300, nhưng mà tại vì mình để vào bundle với cả lễ thì mình để giá hợp lý hơn cho mọi người. Ok. Rồi em cảm ơn anh. Đây trên đó thì cái hộp. Cái này mà đi tặng có 200 mấy mà tặng một hộp như này ăn tiệc đau. Đi học quà. Đúng rồi, tại vì bên con nhiều công ty á, nhiều công ty Mỹ người ta mua người ta tặng nhân viên á. Có ghi luôn nè, thấy thương không? Đó. Khách nào là cũng sẽ có cái thiệp nên trong này là nó sẽ có hướng dẫn để mình nấu. Em biết rồi, hồi bữa nay em có mua em biết rồi. Đúng rồi, em biết rồi. Cái đó hay đó, thấy nhiều lúc mà cũng không biết cái cách chế biến sao đấy mà làm theo y chang cách anh ăn rất là ngon. Đúng rồi, tại vì rất ngon. Thịt bò Nhật đó là mình phải nấu đúng kiểu của Nhật thì ăn nó mới ngon. Dạ. Xong rồi nó còn có chứng nhận của con bò nữa. À đúng rồi, có giấy khai sinh này kia. Tại vì mình mua thịt bò A5 là mình phải mua nơi nào nó có chứng nhận này. Là cái số này mình lên website của chính phủ Nhật mình sẽ kiểm tra được. Ồ vậy đó. Nếu mà cả nhà mình mà ở nhà thì không có sợ cái này là bị hư đâu, ship một ngày là tới. Yên tâm luôn, ship tới nó còn đông cứng ngắc luôn. Còn đông cứng ngắc đây nè. Mình phải đợi. Tại vì cái thùng của bên em là đó chứ không phải như nhiều là chỉ là giấy bạc đâu, cái thùng này cực kỳ chắc. Em sẽ để hộp đây này. Đó, đúng rồi, nước đá nè. Thêm đá này nữa là không thể nào đến nơi là vẫn còn đông cứng mà. Đó, rồi cứng ngắc. Ôi, ơi, ông ba Ngọc với mẹ về tới đây 11 giờ khuya cả nhà ơi, xong rồi ngủ luôn, sáng nay mới có thời gian để soạn ra coi đồ mình mang về được từ Cali là cái gì. Nói chung á là cũng không có mua gì nhiều, ghé mua mấy cái dòng đeo tay với tượng Phật rồi này kia, còn nhiêu là đại lại là đồ được tặng không á cả nhà. Đây,
tối á, trước khi Ngọc về, gần Ngọc về á, là một cái chị rất là yêu thương gia đình, chị gọi điện thoại em đó. Chị nói á là hả Ngọc ơi, chị muốn tặng mẹ với gia đình mình mấy đòn bánh tét. Xong rồi cái chị, hai chị em chị chạy lại ba, rất là dễ thương luôn ba, rất là dễ thương, hiền hậu, đàng hoàng. Trời đất ơi, không phải là tặng quà cho mình bốn cái đòn bánh tét mà mình khen, mà mình có thể nói chuyện và mình hiểu, mình có thể đánh giá được, chứ không phải là tặng cho mấy cái đòn bánh tét này mà khen đâu cả nhà. Mà đa số mẹ, những cái cô chú anh chị mà mình gặp á, mẹ toàn là dễ thương không, dễ thương mà yêu thương gia đình mình một cách mà nó chân thành mà tuyệt vời lắm các bạn. Cảm ơn rất là nhiều, ba cũng xem qua video, ba cũng thấy các cái tình cảm nở trên môi, một nụ cười rất là đáng trân trọng, đáng quý lắm á. Đó, có hai anh chị ở sát bên khách sạn luôn á, tối cái qua thăm em với Ngọc mà đỡ vui, mà thấy thương sức lớn hơn mình cũng 5-6 tuổi. Còn nhiều cô chú anh chị muốn gặp mình lắm mà không có thời gian đi nè, ngày đi nè, cái một cái ngày qua trước ngày để tỉnh mỉnh tinh thần, cái đi chở mẹ đi vòng vòng được Hollywood nguyên ngày đó, vậy là cái bận nguyên ngày hôm sau, bận hết luôn, cái tới ngày hôm sau nữa sáng sớm mình về mất tiêu. Bởi vậy mình phải sống làm sao để cho được ông bà cô chú mà thương mến như vậy. Bây giờ trời ơi, gặp là nói chung là cực kỳ luôn. Đây nè cô, đây như là cái món quà này nè, món quà này nè là cái chai nước tương với lại một cái hộp bánh lu. Đây là cái hộp, cái này thì ở Mỹ cũng có bán rất là nhiều, nhưng mà cái cô chú mà qua thăm con với mẹ mà ở gần sát bên khách sạn ở các bà, là cô chú đó ở bên Tây, ở bên Pháp á, thì qua không có cái gì hết, tặng cho con với mẹ chai nước tương mang từ bên Tây qua, mang từ bên Pháp qua, nói làm bánh nữa. Làm bánh để đem qua cho em với Ngọc ăn. Ôi mà hả, làm không có kịp, nướng nó không có kịp, rồi sợ khuya quá thì sợ em với Ngọc ngủ nên nó nói rồi với lại khuya quá cái mình ăn không được, cái bỏ uổng nữa cái công sức của làm nữa, phải không? So daddy, this is like cái those are the gifts from the two ladies that love watching our channel every day. Oh, thank you. She's so nice. And these are the gift from an aunt and uncle. Oh. From France. Oh, so. But they came here for 2 years already. But you know, but this is like God, all this is the best gift. Yeah. Đó, là chai nó trân trọng nha, ba ngày nào ông lấy chai nước tương rồi ăn nha. Trân trọng á. Cô chú này, cô chú thì lớn tuổi hơn ba với mẹ. Lớn hả? Ở bên Tây, ở bên Tây 40 mấy năm rồi. Cảm ơn anh chị nhiều lắm luôn. Rồi đó hả, khen chay dữ lắm. Khen chay. Khen chay hết sức luôn. Dạ, mà cũng mừng gia đình con với mẹ, cứ nói hoài sau khi gặp cô với chú á, con nói nó mừng cho gia đình cô chú quá hạnh phúc. Hay mẹ ha. Rồi, ok. Rồi cái này là của bà chị Hạnh thì ba biết rồi ha. Đây cái này là quà của mẹ, của chị Hạnh cho mẹ nè. À, là cái gì đó, cà phê gạo lứt gì đó. Rồi cái này là con bất ngờ nữa nè. Đồ chơi của bà Hạnh mua cho chay. Này là bà trường chơi của bà Hạnh mua cho chay trước khi nó đi học á, là nó mở ra hết rồi nha bà Hạnh nha. Mở ra cùi hết rồi, giờ để im này cho nó đi. Rồi còn cái này mới bất ngờ nè. Cái này á là hả, tự nhiên Ngọc về cái Ngọc thấy Amazon gửi tới, Ngọc nó uổng, Ngọc đâu có order này chơi cho con của chị Ngân đâu ta. Nhưng mà con thấy trên cái tên á là con thấy của cô Hoa Phạm. Thì con cũng không biết cô, cô không có nhắn con trước khi cô mua nên là con cũng không biết cô Hoa. Nên là con cảm ơn cô Hoa rất là nhiều đã mua tặng cái này cho cháu của con chuẩn bị sanh ra ở Việt Nam nha. Con nhìn cái này là con nghĩ là cô mua tặng cho con của chị Ngân á. Thì mẹ với ba con sẽ mang về Việt Nam để cho các ba bộ đồ sơ sinh nó thương mẹ. Con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Từ cái bình sữa uống cho tới sữa tắm này nha cô nha. À, đi cũng có quà mà về ở tại nhà cũng có quà nữa. Rồi ok, mẹ cái món quà yêu thương của mẹ nè. Daddy, look at this. Mẹ biết ba thích cái món quà này lắm. Cái này là món quà của mẹ dành cho ba phải không? Cho nên gloves to take mẹ it đeo cái bao tay. Đó, mẹ đi Quỳnh làm đi cho nó nó bài bản. Đó. Ồ, đẹp quá. Trời ơi. Rồi ba đeo bao tay vô luôn. Quá luôn. Đây là một cái tượng Phật. Vô mượn bao tay kìa. Cái tượng này là con với mẹ thỉnh ở bên miền Nam Cali vậy ba. Ôi đẹp quá. Rất trời là đẹp luôn. Đẹp cái đá quá, này nó lồng lành quá hả ta. Đó, ở đây là tranh trông gì đẹp á, ba thích cái này nè. Ôi mình nặng nữa nè Ngọc. Dạ. Anh mà vô cái tiệm mà đẹp quá. Có hộp này nè ha. Ôi thấy rất là nhiều món anh thích. Đẹp lắm á. Còn những cái có những cái con mà cũng làm trong suốt giống vậy nè. Để cái chân tủ đẹp lắm. Ba thấy con biết sao hồi đó là con qua một lần á là con muốn rồi.
nhưng mà con còn nhỏ cái con không dám, phải không? Nên là lần này có mẹ, cái mẹ nhã ý vậy là con mẹ thỉnh luôn ha, con ấy liền đẹp á. Rồi còn mấy này cái chồng của con mua. Đầu tiên hết á thì vô á là mình nhờ á cái cửa hàng á là bảo hành lại cái sâu hộp dùm cho Đệ Huynh. Đệ Huynh với chay. Chay á thì không có bị gì. Chay á thì tay cháu hơi nhỏ, giờ á mình qua mình nói á trong tiệm á là cho thêm chay dài ba hộp. Rồi con này là con với mẹ mua nè. Anh ra để vô cái bao bì. Open it door. Open the door up đây đi. Đẹp quá trời luôn. Để vô bao vô hộp đây, bao lịch sử. Cái đâu của con á, cái dây này của con á. Đó, cái dây này của con là ba mới cho sợi tóc tiên cho mày nè ba. Đẹp ba. Đẹp chứ. Hợp mạng rồi với con á. Còn cái này cũng chay nè, mua cho em mua. Cái này cũng đeo cho phong thủy nữa đó con. Đúng rồi, phong thủy nữa. Phong thủy nữa, hợp. Đó, còn dây màu trắng nữa đâu không? Bây giờ ba thấy cái này bây giờ người ta đeo nhiều. Dây màu trắng của mẹ đâu? Mẹ cất hả? Mẹ thì cái chứ làm hết rồi. Ba thấy cái này bây giờ người ta đeo nhiều lắm á con. Cái màu trắng của con nữa. Đeo cho phong thủy á. Trời ơi, đẹp thế ghê. Hình như dây màu trắng của con nằm trong cái vỏ của con là sao? Đeo phong thủy nè, đẹp lắm. Cái này mấy cái tay nhỏ nhỏ trắng trắng đều đẹp lắm mà ngọc. Yeah. Chú ba này đeo bao tay. Yeah. Sau này màu chay, look at that. Oh wow. Oh, đó, cái này là cái đá chay luôn nè, cái tên chay luôn á. Jade pearl. Quá đẹp. Yeah. Màu càng nhã là đẹp hết sức không. Nói vậy cả nhà mình mà cũng muốn mua cái này tặng quà đồ này kia, cả nhà cứ mua cái này về để mình tặng, mình biếu cho. Tết rồi tặng cái nè ai mà có con thôi nôi rồi này kia đi sinh nhật bích đi rồi này kia mua mấy cái sợi này tặng nè. Cái này đem về cho em bé nè. Không, này cũng chay chay hả? Em bé chưa gì đem về cho em bé. Em bé chưa sinh ra một mắt lạnh luôn á. Đá mà đá đẹp, đá tốt á là đeo vô nó lạnh lắm. Very cool stuff. Well, thank you everybody and all the fans and stuff and everybody that you know, all this stuff. Oh no, all this stuff I pay for it. Yeah, I know you pay for it, but they give me discount. We love these. Đeo thường xuyên mà nó không bị sờn, nó không có bị xuống màu mà nó vẫn bóng. Đẹp ha, không con thích cái sợi chay mới mẹ. Yeah, đẹp á. Rồi ok, con này quà của ba nha. Quà của ba hôm nay mình ăn mừng ngay tại chỗ luôn. Đây. Wow, bò. Đó, thịt bò. Cái này là đúng gu ba rồi. Bò Úc nè. Bò Wagyu của Nhật nè. Đó, này đúng gu ba rồi nè. Đó, quá trời thịt bò. Kèm theo nè. Đây, cá hồi nè. Này bên đó con mua bên đó luôn hả? Cá hồi nè, đó con mua bên đó luôn. Ba nhớ hồi bữa mà kỷ niệm mà 2 năm ngày cưới của mẹ với ba không? Dạ. Là con có đặt mấy cái thùng này ship qua từ bên Cali về á mà con qua bên đó cái con sạch cái con thấy cái cửa hàng ở ngoài đời luôn rồi con chạy tới đó con mua con đem về luôn. Thấy không? Cái này là cái package mà người ta có cho cái ngày để ăn ăn gọi là dạng Tết của Việt Nam mình nè. Thì đây là hai cái thùng package của người ta là vừa này giống như surf and turf á, vừa có thịt bò vừa có hải sản đó. Nhưng mà mấy cái này là những cái gray của nó rất là tốt nha. Cái mình để mình xả ra, cái mình cắt ra ăn sashimi. Lý, em có tới đây luôn hả? Hai cái đuôi tôm hùm, mỗi cái đuôi 7-8 ao cả nhà. Rồi kèm theo đây nữa nè. Ủa, tức là nó kèm luôn nữa. Đó, hả? Kèm theo hết đi, nguyên một cái package của nó luôn á. Rồi còn cái trứng cá tầm nữa. Như vậy là ví dụ như vậy là hết tập khoảng bao nhiêu tiền con? Hả? Cái này hình như vòng vòng hình như có khoảng con không nhớ giá nữa. Để con lên con kiểm tra, con nghiên cứu rồi có con ghi cái giá lên. Đó, nhưng mà người ta đem này là cái này nè, đó. Đóng vô cái hộp lịch sử hay không ạ? Cái này ăn là rất ngon rồi, bữa hôm trước ba ăn một lần rồi nè. Mà ba nhìn hết hết nguyên nhưng một cái. Nhưng mà lúc trước là ba không thấy có cái này. Đúng rồi, hôm trước không có, trong chỉ có cái package thịt bò thôi. Cái này thì mình hôm nay là mình ăn bữa nay luôn đi. Cá tuyết này nè, cái mình xia lên mình chiên lên. Còn đuôi tôm hùm rồi thịt bò đó, ok. Quá ngon okay. Luôn. Cái này mà mẹ thấy cái này mà mẹ nhắm thí dụ như hết cái này bao nhiêu người ăn? Ăn hết luôn á. Mười người, mười mấy người ăn cũng đủ. Thì có chứ hả? Cái này nhiều lắm. Mua một cái package này mà con nghĩ cái package này là vòng vòng hồi bữa con nhớ là hình như $500 đi. Con nghĩ package này $500, $500-600 gì đi mà mang mười mấy người. Mà có người thân được tới thăm gia đình là mua một cái quá đã luôn. Mình chia ra, mở cái này ra ba. Mình chia ra cái mình ăn thôi chứ. Đã luôn. Bò này bò Úc nha ba nha. Bò Úc á, hồi bữa con ghé tiệm của chị Ly ở Việt Nam á mà chị làm cho con cái bữa con ghé chứ chín á. Bò Úc rất là ngon. Rất là mềm luôn. Đem coi cái gì đây. Cái này cái hộp trứng cá tầm.
trứng cá mà để có trứng có trứng cá tầm luôn. Trời ơi, trứng trứng cá tầm mà mẹ. Trời ơi. Đó, rồi trong đây là có cái muỗng nữa nè. Khai Wagyu nè cả nhà. Ở đâu khoai tây nè. Đó cả nhà mình có thể đặt hàng online lên đó. Mẹ thấy đi về qua tới đây còn cứng nhắc không mẹ? Còn cứng nhắc luôn. Không có ấy luôn. Nhưng mà người ta ship qua nhà tới cho mình là cũng còn cứng nhắc luôn. Ngon hết. Con này là ở trong cái vỏ của con này đó. Ba thấy sợi dây đẹp ba. Đẹp. Ba, con dây tỳ hưu nè ba. Dây nó qua hả? Của con á. Cái dây tỳ hưu này á, ở trong là bọc bạc. Ở ngoài là bọc vàng nha. Bọc vàng chứ không phải mạ vàng nha. Nên là nó sẽ cứng hơn. Rồi nó khi mà mình da chạm nó không có bị mớp nè. Rồi nó cái giá thành nó rẻ hơn nữa. Mà dây nó thời trang ha. Đẹp ghê không? Cái dây này cũng màu đẹp à. Cái này mình mua luôn hả? Thì đó, đây là cái giấy chứng nhận của thịt bò của Nhật nè cả nhà. Còn đây là cái Ngọc thích cái này nè. Tại vì người ta chỉ mình cách để mình nấu sao cho thịt bò cho nó ngon á. Cái này cái website nè, cả nhà có thể lên website này mua nè, kaiwagyu.com nè. Này là thôi để đỡ vậy đi, chứ mình mới về mình cũng chưa có điều kiện để đi mua cái cục nào để cho ấy đưa bà lên. Nên là cứ để vậy trước đi. Ừ, để đó đi cái đã. Nè nè, cái cây con này, cây này con cũng mua chung chỗ nè. Để cái đó rồi mai chiều đi ba ấy bà kiếm chỗ con mua cho. Cho con được đời không? Thì Quỳnh tự động mở cái ấy mà vợ hát rồi. Ê. Mẹ mua chay chay nè, chay đeo vô đi. Wow, trời, vừa ý luôn nè ngoại. Dễ thương ngoại. Đã quá, nhỏ dễ thương chứ bự quá không dễ thương. Đó giống như cái này đúng rồi. Cái mốt con lớn ra cái con còn đeo được thấy không? Quá dễ thương luôn, ở trên đây là có vàng nè thấy không? Cái hình nó hoa cái gì nè con thấy không? Quá đẹp luôn con. Con muốn đeo tay khác không? Muốn đeo tay này không? Dạ. Lấy ra đeo tay đó đi, con lấy ra tương tự đeo vô tay đó đi. Rồi ông bà cô chú coi con Ngọc này thấy chưa? Đi học mà quần rách vẫn không bỏ nha ông bà cô chú nha. Quần rách vẫn để cho mặc đi học, đúng không? Dạ. Bình thường, mặc quần rách đi học là bình thường, đúng chưa? Không có cần mà phải đi mua quần khác, không có đòi mẹ quần rách rồi mới có quần khác không. Cứ đi học cứ mặc quần này cho mẹ. Hoặc quần giờ nào mà mẹ thấy mà hết năm học đi rồi mình đổi, ok. Ừ. Còn mà không có muốn tập cho nó là hỏi cái ấy chứ cái gì cái bỏ rồi kia rách vẫn mang. Còn cặp đi học đâu này cho ông bà cô chú coi. Cô chú coi đào cặp đi học à, 2 năm rồi chưa mua cặp mới nè. Đó này rách hết trơn rồi lại. À để xài xong năm nay đi vô lớp 1 mới mua cặp khác. Te tu hết trơn rồi đó ông bà cô chú ơi. Rồi, đây đi chân vốt nít. Ó thấy chưa, cũng hư luôn. Why is it so hard to open? Yeah, rách hết trơn. Dripping up. Yeah, rách hết trơn rồi đó. Ê, làm vậy rách luôn rồi đó. Thấy chưa? Không qua cô chú đó. Năm sau mới mua cho cặp mới chứ không phải đơn giản đâu. Đó, vậy để xài vậy cho quen. Cái con mà cái gì đó, cái dây mà không vừa đó là mẹ nói. Mẹ nói bà bỏ thêm cho con mấy cái nữa là được về con thấy rộng rãi thoải mái không? Mẹ, how many? Hả? Con đếm được coi bao nhiêu hộp? Con đếm coi có bao nhiêu hộp. Lớn lên. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 hộp hả? Hay quá. Giờ muốn đeo hoa cất vô. Hay, muốn đeo hoa cất vô. Cất vô. Rồi, ok, cất vô đi, bữa nào đi. Rồi tới giờ ăn rồi cả nhà ơi. Đó, Ngọc để ở ngoài cho nó xả đá ra rồi đó. Giờ bắt đầu mình ăn. Ngon. Hai ăn đi, hai cái đùi tôm hầm ha. Rồi miếng thịt bò Wagyu. Rồi cái miếng filet mignon, cái này là grass-fed. Có nghĩa là bò ăn cỏ cả nhà. Đó. Rồi hả? Đó, cục bò rất là mềm thấy không? Với lại chung với lại cá tuyết với lại cá hồi thì Ngọc để trong ngăn mát tủ lạnh. Ok, bây giờ Ngọc sẽ ướp nha. Ngọc ướp chung với muối nè. Tất cả những này Ngọc sẽ ướp chung với muối. Cá cũng vậy. Tôm hầm cũng vậy. Tiêu. Đi chang vậy luôn. Muối với tiêu. Cái miếng này nó muốn tan chảy luôn nè. Bự quá. Được không con? Dạ. Cuồn nước cho mặt này chút xíu.
sắc cá hồi sashimi đi. Mẹ thì nào giờ đâu có sắc sashimi. Vậy được cho hai dày quá. Nghĩ vậy được ở ngoài. Đừng có dày. Đừng có mỏng hơn nữa mà cũng đừng dày hơn nữa. Cái này là nước đá mày để sẵn ở đây. À, có măng tây nè cả nhà. Bây giờ chồng Ngọc á, anh sẽ lấy cái mỡ của cái thịt bò wagyu á. Bò wagyu mình cũng cắt ra rồi nè. Đó, mình cắt ra cái mình lấy mấy cái mỡ của nó mình để lên đây trước khi mà mình chiên. Hoặc là có cái hộp mỡ đó đó cũng được. Cả nhà nhớ ở đầu cái video á, cái anh chỗ bán á, ảnh có nguyên một cái bịch mà anh hút chân không mà của mỡ không? Đó là cái mỡ đó là để làm cái này là ngon lắm nè. Rồi giờ bỏ lên thêm cái mỡ đó. Mỡ đó nó ăn tốt hơn không? Mỡ bò của thịt bò wagyu luôn các bạn. Người ta đóng là cái bịch luôn. Vậy là cái hộp này là con gì luôn á hả? Dạ không, cái hộp này của Điều Huynh. Nào giờ đây nè cả nhà, coi trứng cá tầm nè cả nhà. Wow. Bỏ mấy thịt bò vô. Là hai. Để cho lửa cao thì cao luôn. Thì Huynh không biết nấu ăn nhưng mà biết đọc sách hướng dẫn nấu ăn nên là làm đó. Mẹ ngồi đi, mẹ ngồi đi, mẹ nhỏ có cái miệng mẹ ngồi gần ba đi, mẹ ngồi gần ba đi, thì Huynh sit right here, mẹ ngồi gần ba, con ngồi bên này đó. Chúng ta đi xoay để lên trên 1-2 phút mỗi bên. Wow. Yeah. No. Ngon ghê không? Rồi. Cái quần sẽ roll lên. Ok. Mày. Wow. Thank you. Ok. Ồ. Wow. Dạ, con của mẹ là làm cho chín chín chút tại mẹ thích chín. Ok, xin clip về tẹt, clip về tẹt. Okay. Nên my mom cho nè. Nhưng mà miếng thịt này nó mỏng. Yeah. Rồi mẹ này, con thấy mẹ đang bắt cắt nó được rồi đó. You gotta pick it up pretty fast. Đó, thấy chưa? This one is better than mẹ đâu. Okay. Thank you. I think that one's good too. Đầu bếp cũng gần chưa? Quá dữ. Ăn đi ba, ăn đi ba. Quá đầu bếp luôn. Rồi khoan nha ba. Khi mà ba cái này á, thì về ba chấm với lại cái nước tương. Đây nè. Nước tương á, hai loại nước tương lận nha. Cái này là hai loại nước tương, một loại là con lấy cho sashimi là cá hồi, một loại là con lấy cho thịt bò. Đây. Cái này là con cũng không biết nữa nha, hai cái màu sao nó giống nhau quá. Và cái dĩa này để bên ba nha. Right, save me the little pieces. Nhỏ, okay. Nhỏ, okay. Con này. Okay. Rồi, để cho Điền Huynh mấy cái miếng nhỏ nhỏ còn ba, mấy miếng bự. Làm lớn nha. Rồi, mời cả nhà mình. Rồi, xin mời cả nhà nha. Đi Cali về không có gì làm quà. Có quà. Nên là mua thịt bò đem về làm quà cho ông ngoại chay với lại ba chay nè cả nhà. Còn mình cũng ăn ké vô luôn. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn con với bà xã với con nghe. Ăn một miếng không đi rồi chút nữa gói lá cải. Xin mời cả nhà. Ăn mẹt xong. No, that's for sashimi and that's quá ngon ha. Quá béo, quá ngon. Mềm. Tan chảy luôn á. Tan chảy luôn đúng. Tan chảy. Ngoại nói tan chảy là đúng. Ngon quá. Quá béo luôn. Quá béo, quá ngon. Okay, Daddy, you can sit down and try your first one. Mm. Ha. Mm. Cái mỡ nó ăn nó mềm mà nó tan chảy. Nó cắt trong cái miệng luôn. Đáng hồng tiền. Đáng hồng tiền quá, gạo món quà đem về, đáng hồng tiền quá gạo không ngoài ha. Đúng rồi. Ngon hả Quỳnh ha? Hồi hộp lắm. Phát ngon. Đó. Không cần chấm cái gì hết, ăn mà biết ngon. Bây giờ có cái lá xà lách vô cho nên mình phải chấm. Quá ngon. Rồi, mà cắt miếng thịt bò ra đây. Đó. Rồi, bỏ miếng trứng cá tầm lên luôn. Rồi. Ok, rồi bà gấp cái đó lên đi, coi chừng rớt nha. Quá ngon. Gấp bằng đũa chứ còn khắp vậy là con nghĩ là rớt hết trơn á. Khắp ngang luôn đó. Ok không? Đó ok. Daddy, you want some caviar? Quá. Chờ đợi hai mẹ con gì có chừng này thôi đây. Quá ngon. Rồi.
không thì Quỳnh không ăn. Rồi ba bây giờ tới ăn cá đi, gấp miếng cá bự bự ra thì chưa thì Quỳnh miếng cá nhỏ. Ngon ngon á, em muốn ăn được các con miếng thịt ha. Trứng cá tầm ha. Kỳ ăn chung rồi cả nhà, cho ăn cái mỡ. Cái này là thịt bò Úc nè. Bò Úc hả? Dạ. Rồi Úc. Dạ hai cái. Hai cái. À, hai cái. Hai cái. Quên hai cái nào rồi mẹ hai cái luôn. Ôi, chia ra người hai cái hả? Dạ. Hai cái. Hai cái, ổng là hai cái. Coi coi. Ok. Australian beef. Australian. Yeah. Really good. What is that for, Daddy? Lucky? That's Lucky's side. Trời ơi, mở thịt bò Wagyu cho Lucky. Lucky loves the Wagyu fat. You guys cũng ngon mà bò này cũng ngon. Mềm quá mà, ngon quá. Bảo bê mấy bảo mình nó thích ăn mấy cái này lắm. Ăn cái bò này lắm. Con này thịt bò ngon mềm dữ ba. Mềm quá mềm. Mà là nấu là nấu khô rồi nè. Nấu là nấu khô luôn rồi đó. Nấu khô chứ đâu phải nấu mà nấu mà còn đỏ đỏ thì nó mềm thì mình không nói phải không? Mềm dữ lắm. It's very like very it's good. Bò bổ cái còn ngon hơn bò bảy nữa. I think it's better than American beef. I like the texture. Yeah. Ngon hơn luôn á. Không muốn nào ăn cũng được cái trang ngon quá. It was for me. Thấy không? Thế này. Yeah, look at that. It's cooked all the way through. Thấy không? Con mới là con thấy trong đá con hơi ngại. Tại vì đồ tươi mà. Mà ăn giận ngon. Mình lau chùi cái chảo cho nó sạch xong rồi mình sẽ bỏ cái miếng cá tiết lên cả nhà. Mày muốn lửa làm sao? Muốn nhỏ nhỏ. Ok. Nhỏ. Lâu rồi, nhỏ nhỏ. Chị Quỳnh hiểu rồi, Quỳnh chỉnh nhỏ ra. Caviar này cả nhà. Đó, mình ra da không mình dạ ăn không. Đây da không dạ không để con ăn cá hả dạ không dạ không dạ không cho ba cục đó đây ba cục để cá đang cá tuyết đó ba là ít bao giờ ăn cá tuyết nè con nghĩ đây hình như đây là lần đầu tiên ba ăn cá tuyết thì phải không coi chừng nóng nha quên nữa. Cá này thịt nó dễ ngon. Cái cá này ngày xưa mà lúc con Chay còn nhỏ mình đưa vô Whole Foods mình mua mày nhớ đúng rồi mua về nấu cháo con Chay ăn nữa con ăn nữa giờ nó không ăn nữa rồi. Thử đi ba. Thử nha. Mời cả nhà mình nha. Cá ăn giống thịt vậy đó. Cá ăn giống thịt hả? Ừ. Chớ nó dai dai giống thịt quá. Sớ. Rồi bây giờ tới tôm hùm. Hay đi tôm hùm. Wow. Đó vậy là đủ rồi mày ha. Đủ rồi. Rồi ok chín rồi cả nhà ơi. Hai con mặn quéo lại đó cả nhà. Bỏ thêm bơ nữa cho nó thơm. Trời ơi con à, ba làm sao hết cái dĩa này rồi. Hết sạch cái dĩa kia luôn rồi cả nhà. Ôi cha ơi. Rồi mỗi người thêm cái nữa ráng đi ba. Thêm mỗi người cái nữa rồi xong. Ok đã đi ít ra đi. Chờ đi quên đi ngồi chờ cũng tới nó no no cho nó nghe không. Đúng 5 giờ rồi rửa tay uống nước à. Rửa tay nước gì? Nói nhiều cái dũng á. Dũng 5 giờ là rửa tay uống nước. Mình ít bao giờ ăn cái tôm hùm kiểu này hả mẹ ha? Mình ăn tôm hùm là mình luộc rồi này chứ. Hấp đồ gì á. Xào này kia chứ mình ít bao giờ ăn cái bơ với lại
Xin mời cả nhà ăn tôm. Thấy dao luôn bà chứ, cái đây nỉ đâu. Ồ, được đâu. Dài dữ vậy nè. Tôm dài dữ à. Rồi, tôm, ok. Tôm lớn mà. Mình lấy có cái lấy cái đùi không mà anh thấy cái đùi nó lớn vậy thì anh thấy nguyên con tôm thì nó lớn làm sao nữa. Chín cái tầm vô nữa. Rồi. Ừ. Rồi, ok rồi. Đây là bồ bổ cho ba với đường huynh không đây. Đó, trời luôn. Đẫm bơ vô nó thơm mà. Phải không? Có hơi mặn mặn ngon. Hơi mặn mặn có muối á. Chị ha. Con bỏ muối mà. Muối với tiêu. Ngon lắm. Giòn ha. Tôm giòn. Mời cả nhà nha. Giòn. Thôi nãy đứng lên lấy miếng bơ vậy ha. Ngon lắm. Really flavorful, right? Tối nay ăn món nào cũng ngon hết trơn. Nó ăn ngoại chay cũng ngon. Mà phải nói là thiệt thiệt luôn, khen là đúng đúng khen luôn đó. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi nguyên cái chuyến hành trình của Ngọc và mẹ ở Cali nha cả nhà, và đã xem hết cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà thích cái video clip này. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.